Đến lượt Reed Dragon bị Phan Jenny ném đá sau tin hẹn hò. Kellett không hổ theo lại còn bênh. Reed Dragon mà cần ké phêm người khác à? Cư dân mạng xứ Hàn đã đứng về phía Reed Dragon sau khi một bộ phận fan quốc tế của Jenny chê bai nam idol hết lời, cho rằng anh không xứng đáng với cô nàng. Dù YG Entertainment tuyên bố không thể xác nhận thông tin Reed Dragon và Jenny hẹn hò, chính chủ cũng giữ im lặng, nhưng cặp đôi vẫn được quan tâm hết mực. Dù vậy, bên cạnh những lời chúc phúc, không ít người phản đối mối quan hệ của đôi bên. Sau khi Jenny bị chỉ trích đến nỗi fan yêu cầu YG có động thái bảo vệ cô, giờ đây đến lượt thủ lĩnh Big Bang trở thành mục tiêu gạch đá. Trên Instagram của G Dragon, ngoài những bình luận cổ vũ, một số fan quốc tế quá khích của Jenny đã tràn vào, thả icon khiếm nhã cũng như chê bai nam sinh idol sinh năm 1988. Họ yêu cầu anh tránh xa Jenny và cho rằng thành viên Blackpink xứng đáng với người tốt hơn. Bên cạnh bình luận ủng hộ, không ít người ném đá G-Dragon trên Instagram của nam idol. Một số bình luận của fan quốc tế như sau: xin hãy yêu thương và trân trọng Jenny thật nhiều, bởi cô ấy là thanh xuân của em. Nói lời tạm biệt với tài khoản của mình đi, Jenny. Chăm sóc Jenny của chúng tôi thật tốt nhé. Tránh xa Jenny ra lão già. Để Jenny tự ra đi, cô ấy xứng đáng có người đàn ông tốt hơn. Hãy để Jenny yên. G-Dragon lợi dụng Jenny để nổi tiếng. Kim Jenny có thể làm mọi thứ cô ấy muốn, nhưng điều ấy không thay đổi sự thật là cô ấy xứng đáng ở bên người tốt hơn G-Dragon. Tôi chẳng quan tâm đến tuổi tác của anh ta, nhưng anh ta là kẻ chơi thuốc. Tôi không nói là con nghiện nhé, và đó là vấn đề nghiêm trọng. Và có nhớ khi anh ta cặp kè với Nana Komatsu chỉ vì danh tiếng của cô ấy không? Thật sự đấy, tôi không dựng chuyện đâu. Có nhớ là G-Dragon ủng hộ đội hình Big Bang 5 người không? Anh ta ủng hộ cậu bạn Sejung Ji của mình. Chuyện đó không làm tôi thấy ổn. Tôi cá là anh ta khoe khoang về Jenny với Seungji và họ là những kẻ săn mồi hung ác. Dù G-Dragon nói riêng và Big Bang nói chung bị một bộ phận công chúng Hàn Quốc quay lưng sau scandal, tuy nhiên lần này anh lại được cư dân mạng xứ sở kim chi bình hết lời. Họ cho rằng danh tiếng của G-Dragon thậm chí vượt xa Jenny, thế nên anh chẳng cần lợi dụng ai. Yêu đương là chuyện của hai người, do đó cộng đồng mạng mong fan đừng làm quá. Kellett bình luận: họ hẹn hò vì thích nhau, có phải họ thông báo kết hôn đâu, hy vọng fan đừng làm to chuyện. Từ khi nào G-Dragon cần kế phê mai đó vậy? Anh ấy vốn siêu nổi tiếng rồi, gây ồn ào cái gì đó. Sao họ cứ làm như thế? G-Dragon ăn tươi nuốt sống Jenny thế, ngừng làm quá đi. Nhưng tại sao anh ấy lại bị ghét vì chuyện này, tôi không hiểu. Hẹn hò hay không thì sau cùng vẫn tùy thuộc vào họ, gây ầm ĩ như vậy để làm gì? Họ nghĩ họ là ai mà bảo anh ấy buông tha Jenny, hay cô ấy có thể làm tốt hơn, ha ha. Nếu là fan chân chính thì bạn hãy ủng hộ họ. Sao họ lại như vậy chứ? Tôi đọc một bình luận nói rằng G-Dragon lợi dụng Jenny để nổi tiếng, nhưng G-Dragon nổi tiếng hơn Jenny nhiều, còn hơn cả ở mảng âm nhạc, hát và rap. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.